rất là đẹp. Sau khi bắt được thì mình về mình sẽ rửa nó thật sạch cát, rồi mình cho vào một cái thau cái gì đó, mình sẽ bỏ một tí ớt vô nha mọi người. Mình cắt ớt thật nhuyễn ra, mình bỏ tặng cho nó nhả ba cái sình với cát lại ra. Rồi sau đó mình sẽ chặt đứt những con ốc này. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món là ốc len xào dừa cho mọi người. Ủa, ốc vít xào dừa chứ. Mình thấy nó cũng còn cát nhiều quá mọi người. Cái món ốc vít xào dừa này thì ngon đó mọi người, nhưng mà làm cực quá trời quá đất à. Đi bắt hết buổi trời rồi về phải ngâm rửa nó hết sạch hết cát, rồi bây giờ ngồi phải chặt cái đít của nó ra nữa mọi người. Rồi xong mình một lát mình phải rửa lại mới chế biến được luôn á. Nhưng mà tự tay mình làm á, mình ăn sẽ ngon hơn đó mọi người. Đây nè mọi người, thì sau khi chặt cái phần ốc vít này nè và rửa sạch thì mình dùng cái rổ này. Bây giờ công đoạn tiếp theo là mình sẽ luộc ốc nha mọi người. Mình sẽ luộc sơ khoảng vài phút thôi. Với cái phần dừa này đó thì mình mới mua lúc sáng nè. Thì còn phần dừa này một lát mình sẽ vắt lấy cái nước cốt nha mọi người. Mình sẽ phải bằm một ít tỏi và cái phần xả này á mình sẽ cắt khúc ra nha mọi người. Mình sẽ đập dập rồi cắt khúc ra khoảng khoảng 3 cm thôi. Một lát mình cho vào mình xào chung với mọi người cho nó thơm. Đây mình cho ốc vào luộc nha mọi người. Mình khoảng 3-5 phút thôi. Vừa chín cái rồi. Trong quá trình mà chờ đợi cái ốc này nó chín á, thì mình sẽ vắt nước cốt dừa nha. Để nó sôi lên một lát mới được mọi người ơi.
chi, thơm, tỏi và sả nha mọi người. Mình sẽ cho phần sả bằng của sả. Thì sau khi xào cái phần ốc với gia vị khoảng được 2-3 phút á mọi người, thì mình sẽ cho cái phần nước cốt dảo vào nha. Rồi mình nấu đến khi nào nó kẹo lại á thì mình sẽ cho phần nước cốt nhất vào. Nó hơi kẹo, vừa kẹo lại á là mọi người có thể nhắc xuống được rồi. Nó bụng quá mọi người. Chuẩn bị chưa? Con bá chế gì chết luôn mọi người. Mình thích ăn mấy cái củ sả này mọi người. Thì đây là thành quả của mình nè mọi người. Một dĩa cốt nhiếc chả má lửa. Thấy thèm chưa mọi người? Hơn thả mà. Nó béo. Vị béo của nước cốt dừa mọi người. Đây, nè nè mọi người thấy không? Thôi mình sợ nó gian ra quá. Đó. Thấy ngon không? Trời ơi, con gì bằng. Này, hồi sáng mình đi bắt ở ngoài cửa biển Ba Động á mọi người, bắt cả tiếng đồng hồ mới được nhiêu đây á. Đi
tại vì nhiều người ra bác lắm. Mà năm nay tháng này ốc chưa có nhiều mọi người. Năm rồi thì mình bắt rất là nhiều luôn. Hôm nay ốc nó nhỏ mà nó chưa có nhiều. Thì mình thấy ăn mấy cái lá xả này với cái củ xả lắm mọi người. Nó thơm. Chắc nhai nó thơm thơm trong miệng á. Mặc dù nó dai nhách ha. Nhưng mà mình cũng nuốt lúc lúc á. Đây mình sẽ đưa cho mọi người xem thử một con nè. Nè mọi người, thấy không? Thấy bên trong nó không mọi người? Nó rất là ngon luôn á. Cũng vừa béo quá mọi người. Người ăn á nhớ hút nó ra, hút là nó chạy vào miệng mình luôn à. Cái nước cốt dừa nó đọng ở trong á mọi người, nó rất là béo luôn á. Con mini đây. Con nhỏ quá nên mình sẽ dùng cái tập. Con ốc này là phải chịu dơ tay nha mọi người. Không á. Thì nếu mọi người mà có gặp được ai bán ốc ngót viết này nè mọi người, thì mọi người nhớ mua về nhà để mình chế biến thử cái món ốc viết xào dừa đi. Đảm bảo mọi người ăn một lần đó là sẽ cảm thấy tuyệt vời luôn. Nhớ hoài luôn á. Lạ lắm mọi người. Thì mọi người xem clip á, nhớ bấm đăng ký kênh, hãy cho mình một like và một nút chia sẻ cái video này giúp mình nữa nha mọi người, để kênh mình ngày càng phát triển, để mình có động lực á, mình làm những cái clip khác nữa nha mọi người. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip tiếp theo nha. Mình ăn tiếp đây, mình sẽ ăn hết cái này luôn nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha.